cấm cuối cùng. Họ đã ép cho Eternal phải sử dụng Ezreal để đi rừng một lần nữa ở trong cái trận cặp đấu này. Trong khi đó, ở hướng ngược lại, Singapore họ cấm hết tất cả những sao thủ có thể cấm. Kalista, Trick cùng với lại Copmore, những vị tướng ở tầm tay xa đều đã bị cấm đi, bởi vì bạn không thể nào tiếp cận với cái đội hình của Singapore được khi mà có Zana cùng với lại Caitlyn, cho nên bất kỳ vị tướng nào có tầm tay xa hơn Caitlyn đều sẽ bị cấm đi. Và trong cái tình thế hiện tại thì Philippines không còn quá nhiều sao hữu, chỉ còn có một Trisna mà thôi. Trisna là sự lựa chọn của họ. Và hướng ngược lại, Singapore sẽ chọn đường một bài ở đây, đi đường với Zay. Không quá nhiều vị tướng có thể làm được điều này. Nhưng mà rừng bây giờ Eternal sẽ đánh cái gì đây? Lee Sin. Bây giờ còn Lee Sin nè, Elise nè. Savannah bị cấm rồi. Và Sujuni nãy mới vừa chơi xong Sujuni và sao? Quá luôn. Tốt thôi, nó sẽ đánh tốt, nó là một lựa chọn tốt. Tuy nhiên nó không còn quá mạnh ở trong vai trò đi rừng giống như phiên bản trước đó. Và việc họ pick Sujuni chắc chắn họ sẽ muốn đánh sang cánh của chúng ta tiếp với Caitlyn. Và điều đó đặt nặng lên một trọng trách dành cho đường dưới của Singapore ván này. Là một là họ thắng, hai là đừng để thua quá nhiều trước khi đi. Thực ra họ có cặp Janna cùng với Caitlyn đi đường rất mạnh. Hãy nhớ rằng đây vẫn là một bộ đội trong phần đó, nó không phải mạnh như cái thời điểm mà Caitlyn mạnh nhất. Đồng ý là Caitlyn đã được tăng tiến sức mạnh trở lại, nhưng tôi có cảm giác rằng trong cái khoảng thời gian này ở cái đoạn ngọc tái tổ hợp đó, Caitlyn thường xuyên lấy bước chân thật tốt đúng không, thì đó không phải là một cái lựa chọn để giúp là thực sự là thắng đường quá nhiều so với lại sẵn sàng tấn công chẳng hạn. Ở trong tình huống mà bạn đẩy đường, các bạn ở chỗ là đường rất là lâu và nó Caitlyn là cách mà chung kết thế giới, chúng ta thấy W họ làm ở khu vực dưới là hai người chơi đường dưới sẽ trụ đường càng lâu hơn đối phương và đẩy trụ một đối phương càng tốt. Đó, vị tướng cuối cùng mà Singapore họ chọn cho mình đó là không phải là Azir nha, dù đối phương không cầm, nhưng mình đã nói rồi, nếu như chọn Azir nó sẽ không còn là thở nổi với lại Zaban. Nếu cùng đi ra gần cả hai đội họ chọn Talia, mình để cái áp lực trên bản đồ nó nhiều hơn ở hai cánh. Họ thực sự cần điều này, họ thực sự cần áp lực ra hai bên cánh đến từ người chơi đường giữa Arikaric. Và vẫn đảm bảo lượng sát thương với việc đánh được Thalia. Một lượng sát thương phép khá khá ở đoạn giữa trận đấu sẽ được bổ sung đến từ đội hình của Singapore khi họ chưa có nhiều sát thương phép lắm. Hãy giờ tôi ý là cameraman thì khá là nhiệt tình trong việc đội ngũ camera của chúng tôi phải mất đến 4 ván, 4 ván để làm được những điều vừa rồi đó. Mới hồi nãy chúng tôi mới ngồi đó chơi, mất 4 ván để gọi là được nghỉ đánh dấu. Và tới ván 5 thì bắt đầu chia ra. Nhưng chúng ta hãy trở lại vấn đề chính, cuộc đối đầu giữa Singapore và Philippines. Đây là ván đấu quyết định của trận bán kết 1, xác định xem liệu đội nào sẽ giành lấy chiếc vé đầu tiên vào chung kết của All Star Đông Nam Á năm 2017 này. Một thành tích sẽ vô cùng là thành công, dù cho đó là Philippines hay là Singapore, thì việc vào tới trận đấu cuối cùng sẽ là một thành công rất lớn dành cho họ. Và Philippines hiện tại đang có một cái lợi thế về tâm lý cực kỳ lớn khi mà họ bị dẫn trước 0-2, gỡ hòa 2 đều và đi trước sẽ cơ hội để lội ngược dòng trước Singapore trong trận đấu quan trọng như thế này. Và ván đấu quyết định giữa Singapore và Philippines chính thức bắt đầu với Singapore bên kia đội bóng Philippines. Theo như anh Tân thì anh muốn là đội nào sẽ thắng? Bởi vì hơi là chủ quan một chút, nhưng tôi nghĩ là đối thủ của chúng ta đang chuẩn bị hiện hữu rồi đấy. Thôi lục hết. Nếu như việc mà chung kết, tôi tin là cả hai đối thủ này chúng ta đều chơi được hết. Rõ ràng tôi cũng hoàn toàn đồng ý bên Tân, nếu như bạn muốn lên ngôi vô địch và phân thưởng chỉ dành cho nhà vô địch mà thôi, sẽ không có bất kỳ một cái phần thưởng nào dành cho đội về nhì cả. Một sự thật rất là rõ ràng tại cái giải đấu này là đội về nhì chẳng được gì cả, chỉ có đội vô địch mới đến với lại All Star quốc tế với tư cách là đại diện nhất là Miguel. Thì muốn làm được điều đó bạn phải Singapore hay Philippines đều được cả. Bây giờ chúng ta phải tiếp tục nhắc lại lần nữa, tôi đang nghĩ chúng ta vẫn là mạnh nhất ở tại giải đấu này. Hãy đừng quên rằng Thái Lan và thế. Nhiều khi lại có cái biến cố gì xảy ra thì sao họ cũng rất là khó chịu. Cho nên là thôi, cái chuyện Việt Nam hay là Thái Lan gặp ai trong trận chung kết chúng ta hãy để lại, mà hãy tập trung vào ván đấu này, ván đấu giữa Singapore và Philippines, đấu rất quan trọng của chúng ta hai đội. Trong ván vừa rồi thì Morata Boy cũng có một trận rất là tốt. Dù không phải là tỷ lệ cho một chiến thắng 100%, nhưng biết chắc là lợi dụng những điểm bền chắc. Như vậy, nếu là đang chơi với Atlanta thì cái mức độ nguy hiểm của nó nhiều hơn rất là nhiều so với là cái liên cùng với lại
Lintana trong một tình huống trực diện có xuất hiện của Jerry Rừng ở khu vực dưới. Đồng ý, bởi vì cách Lintana mục tiêu của họ chỉ là đẩy đường lên đường và kéo máu bạn liên tục thôi. Còn với Alistar và Lintana, bạn sẽ muốn tìm kiếm những cơ hội để Alistar combo lên, Lintana nhảy lên, đặt gói chất nổ vào và gây sát thương vào đối phương. Thể nhảy lên được, cái việc mà dùng cái lock để ngăn chặn của combo Alistar không phải là dễ, nhưng khi bạn đã combo vào rồi, khi đó cũng lock hơi gặp cho xã thủ, rồi tung một cú W làm chậm, cũng nhắm vào xã thủ, tạo giác cho Katlin. Đây còn có một cặp đôi vô cùng khó chịu. Đây, ngay lập tức, chúng ta thấy rằng ở cấp 1 ra nên W, phải chú ý rằng W của Rana kết hợp với lại sự hồi Ari, rất mạnh, đặc biệt kết hợp thêm cả cái lưỡi gươm đột thật nữa. Sát lượng sát thương khá khá và ban đầu bắt đầu buồn may mắn cho ta né thành công và tạo đến từ vị trí của bản tin. Nhưng mà các bạn hãy lưu ý một điều là Zana trong phiên bản này là cái chiêu đánh thường của Zana nó tăng tỷ lệ ứng sức mạnh phối hợp của Zana rất là nhiều so với phiên bản trước, cho nên lên các bạn thấy đòn đánh tay vừa rồi rất là nhiều sát thương của đối phương. Nó bước ra là người ta là nạn nhân của Zana ta lét rồi, cho nên bây giờ ta cũng biết được là cái sự nguy hiểm của Zana và cái lượng sát thương của Zana nó như thế nào và ta đang áp dụng nó ngay vào và họ đã đẩy rất cao, họ đẩy cao nhỏ vẫn chăm mắt rồi kia và phía sau cho nên Tam Sư đang đi vòng và vòng nhỏ, một pha di chuyển rất thông minh của bên Philippines. Họ biết có mắt, Tam Sư sẽ tìm mọi cách để vượt qua con mắt đó. Anh ta đang đi vòng vòng ra được phía sau lưng của Dantis và Kra, và liệu anh ta sẽ nhắm vào ai đây? Người được chọn là Kra với lượng máu rất ít, anh ta đã tốc biến rồi thì làm sao có thể thoát được, trừ khi là Tam Sư combo hụt. Không cần combo đúng vẫn có được chiến công đầu dành cho Tam Sư, anh ta đạp bẫy nhưng chẳng sao cả, lui về là được, lấy thêm cả vị trí lên trên nữa. Một pha tấn công rất tốt đến từ Tam Sư, bởi vì các bạn là họ cắm được rất nhiều mắt ở ban đầu. Ra ban đầu họ sợ là Eternal gank sớm giống như bàn hôm trước, họ cắm được mắt, sau đó họ cắm thêm một con mắt, phát hiện ra rằng vị trí của Dantis cắm một con mắt khá sớm ở bụi cỏ nhỏ. Nhưng đường trên đó là JLC bị làm choáng, Eternal đang tới, JLC bắn thẳng vào trụ, bị trụ bắn, anh ta tốc biến hạ gục được Le, nhưng chắc chắn cũng phải nằm xuống là một đối một. Và xử lý cực kỳ thông minh của JLC, anh ta biết chắc chắn rằng khi mà đường rừng của đối phương biến mất, chắc là hướng lên khu vực bạn trên bản đồ, và anh ta lao thẳng vào trụ luôn, anh ta đổi một của đối phương. Trong tình huống vừa rồi thì tôi nói anh ta chẳng lấy được cái gì cả, trong khi đó đổi là một người của đối phương áp lực lớn này đang đối diện của anh ta là lời quá nhiều dành cho JLC. Và bây giờ ta dịch chuyển lên khu vực bên trên, anh ta vẫn là người làm chủ thế lực bởi vì Ple trước đó đã mất dịch chuyển rồi, nó sẽ một lợi thế rất lớn dành cho Zen của JLC bên trên. Và đội lính chắc chắn là sẽ hơn về kinh nghiệm, hơn về tiền, không về tiền lắm, bởi vì cả hai người chơi trên đều có được điểm một cho đối phương rồi. Nhưng với thế lính này, anh ta hoàn toàn có thể làm chủ đường trên được vị trí của Ple. Juni của Eternal sẽ không lên được, trong khi đó Tam Sư đang xuống đường dưới. Thì chọn ra là tốt nhất, ra vẫn không có tiếng, nhưng mà ra đã vào được rồi. Sẽ không có pha tấn công dành cho Tam Sư. Vừa rồi anh ta có cái lựa chọn khác là ăn tiếp luôn cái bãi người đá, nhưng bởi vì anh ta chắc chắn Eternal có liệu có về nhà và quay trở lại khu vực người đá. Nên Tam Sư chỉ dừng lại ở việc là ăn được bãi chim biến dị thôi, rồi ta đi xuống đường dưới coi định găng. Đó vẫn là một cái bước tiến lớn cho ta Tâm Sư rồi. Bảy chi biến dị là một bảy quái rất quan trọng trong thời gian đầu của một ván đấu, rất nhiều điểm kinh nghiệm. Và bây giờ thì Eternal đang có mắt, anh ta có thông tin và anh ta lao xuống tấn công. Tâm Sư cũng lao vào tấn công, hấp tung cái Anikilis và họ dồn sát thương vào, tạm thời là chưa đủ. Anikilis đang quan quy thạch rất tốt và Tâm Sư đang hết máu, anh ta tất tiến và anh ta vẫn đi làm trả với Eternal. Một phát đánh thương nữa rồi và Eternal hạ gục được Tâm Sư. Exocen đang hết máu, Exocen bị làm choáng, nhưng Anikilis chưa có góc để quan phi thạch và chỉ là một điểm hai của mình thôi. Đấy là tình huống vừa rồi, Tam Sư ta không nên lao lên tấn công Anikilis bởi vì ở những khoảng thời gian sớm thế này với lượng thương rất là thỏi của họ ra hai khu vực giữa không có sát thương quá nhiều ở trong tình huống trực diện, và khi mà đối phương mang hồi máu nữa rất khó để bạn tiếp điểm đối phương trong một tình huống như vậy. Có lẽ anh ta nên chờ rằng Exocen cấp độ 6 đi thì sẽ tốt hơn cho tình huống vừa rồi, bởi vì họ không còn hiệu khống chế nhồi thêm vào cái combo vừa rồi đến từ Tam Sư và sự can thiệp kịp thời đến từ Eternal, mặc dù nó hơi cồng kềnh nhưng cuối cùng thì họ vẫn hạ gục được vị trí của Tam Sư và mang lại một điểm hạ gục dành cho Eternal. Và quan trọng hơn, họ phản canh thành công và có một khoảng thời gian để có thể tiến qua và cướp được rừng, nhưng ta không thể xuống rừng dưới bởi vì ta chỉ cướp được năm rồi, nó hơi khó trong tình huống này để có thể tấn công vào Tristana cùng với Alistar. Rồi Alistar của Morata Boy vừa dùng một phút tấn công, thậm chí là Maki nhảy thẳng lên, Dantis đang lùi về, Dantis bị hạ gục và chắc chắn Maki đã được hồi lại nhảy. Anh ta đã bắn vào người của Kra, phía bên này Eternal thì tấn công vào Morata Boy. Maki đã về được với an toàn rồi, Eternal mới chỉ cấp 5 và đó là trao đổi rất lời dành cho Philippines. Lộ cả tính toán sát thương cực kỳ tốt của Maki, tự tin tốc biến lên bắn thêm một phát nữa đó chân hậu của mình và nằm xuống một đường nữa. Như đã nói, cặp đôi Alistar cùng với Tristana rất mạnh ở trong những trận đánh hai hàng 3-3 như thế này và họ đang phải chịu rất là nhiều những trụ của họ không thể có thể đánh đấu được cả. Thì bên phía Philippines đang hạ khủng dữ
Nhiều chúng ta đang vẫn đang chứng kiến một ván đấu khá là cân tài cân sức với cái điểm hạ gục ở đường dưới vừa rồi, tạm thời Philippines dẫn trước.